Người dân Đà Lạt lẫn du khách thể hiện sự bức xúc ngày càng tăng theo chiều cao công trình khách sạn, nhà hàng bên sân góp đôi Cù, Đà Lạt. Đứng từ hồ Xuân Hương, đặc biệt là vị trí quảng trường Lâm Viên, quảng trường trung tâm của Đà Lạt, tòa nhà bên trong sân góp đôi Cù che gần như toàn bộ hai đỉnh núi Thiên Lan Biên. Từ nội ô Đà Lạt, dù đứng ở góc nào, người dân cũng đều không thể thấy được một phần hai núi Lan Biên như trước khi có tòa nhà này. Điều đáng nói là nhìn từ Hồ Xuân Hương, biểu tượng tháp ngôi sao của trường Đại học Đà Lạt cũng bị trắng hoàn toàn. Biểu tượng này rất quan trọng với người Đà Lạt, xuất hiện từ năm 1957 khi thành lập Viện Đại học Đà Lạt, tiền thân trường Đại học Đà Lạt và ăn sâu vào tâm thức. Khi Đà Lạt sương mù còn gian khắp nơi, người dân Đà Lạt có thể định hướng được nhờ các điểm cao đã thành biểu tượng tháp chuông trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt nằm ở hướng đông, biểu tượng con gà trên nóc nhà thờ chánh tòa, nhà thờ con gà nằm ở hướng nam, ngôi sao đỏ của trường đại học Đà Lạt nằm ở hướng bắc. Việc tòa nhà bên trong sân golf đôi cù chắn gần như toàn bộ tầm nhìn về núi Thiên Lan Bi An, che toàn bộ biểu tượng ngôi sao trường đại học Đà Lạt đã khiến người dân chỉ biết lắc đầu về sự hiện diện của đại công trình xây ngay cạnh danh thắng quốc gia Hồ Xuân Hương. Theo văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, công trình đang xây dựng là tòa nhà câu lạc bộ golf do công ty Hoàng Gia Đà Lạt làm chủ đầu tư. Tòa nhà có diện tích xây dựng 6.120 m2, nằm ở khu vực lỗ golf số 8. Ngoài khối công trình có mái che, tỉnh Lâm Đồng còn đồng ý cho công ty Hoàng Gia Đà Lạt dùng 3.900 m2 làm bãi đổ xe. Khối công trình tòa nhà câu lạc bộ golf được xây dựng với nhiều công năng, trong đó có nhà hàng và lưu trú với tổng chiều cao 12 m.